Trẻ em là F0 điều trị tại nhà, phụ huynh cần chú ý điều gì? Bác sĩ đưa ra một số lưu ý cho cha mẹ về những dấu hiệu cảnh báo nguy cơ trẻ diễn tiến nặng, cần đặc biệt lưu tâm. Bên cạnh đó, hướng dẫn cách xử lý các triệu chứng thường gặp ở bệnh nhi COVID-19. Từ đầu đợt dịch thứ 4, ngày 29 tháng 4 đến hết ngày 25 tháng 12, toàn quốc đã ghi nhận tổng số 1,6 triệu ca COVID-19. Dịch bệnh đang có xu hướng bùng phát mạnh trở lại tại hầu hết các tỉnh thành. Riêng một tuần trở lại đây, trung bình mỗi ngày có gần 16.000 F0 mới. Trước tình hình số nhiễm tăng cao, nhiều địa phương đã triển khai cho F0 triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng được cách ly điều trị tại nhà, áp dụng cho đối tượng từ 3 tháng tuổi đến dưới 49 tuổi, chưa phát hiện bệnh lý nền. Với các gia đình có bệnh nhi COVID-19 điều trị tại nhà, bác sĩ Trần Thị Hải Ninh, trưởng khoa nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đưa ra một số lưu ý cho cha mẹ về những dấu hiệu cảnh báo nguy cơ trẻ diễn tiến nặng, cần đặc biệt lưu tâm. Theo đó, khi phát hiện trẻ gặp tình trạng sau, phụ huynh phải thông báo ngay cho các cơ quan y tế để có hướng xử trí kịp thời. Trẻ bú kém, nôn ói, không tỉnh táo, khó thở, co giật. Trẻ có biểu hiện sốt cao, đau họng, đỏ mắt, đỏ môi, lưỡi đỏ như trái dâu tây, tay chân sưng phù, phát ban. Ngoài ra, cha mẹ cũng cần cập nhật thường xuyên các chỉ số nhịp thở, mạch, nhiệt độ, huyết áp và SpO2 nếu có cho con. Trường hợp phát hiện trẻ có nhịp thở nhanh trên 40 lần trên phút với nhóm từ 1 đến 5 tuổi và trên 30 lần trên phút với nhóm từ 5 đến 12 tuổi hoặc SpO2 dưới 95% ở tất cả nhóm tuổi nên báo ngay cho nhân viên y tế. Khi con có dấu hiệu sốt trên 38,5 độ, có thể cho trẻ sử dụng thuốc hạ sốt paracetamol. Tính liều uống theo cân nặng của trẻ, liều cụ thể được khuyến cáo là từ 10 đến 15mg trên 1kg mỗi lần. Việc sử dụng thuốc có thể lặp lại sau 4 đến 6 tiếng, không quá 4 lần trên ngày. Nếu bé có triệu chứng ho, nên giảm ho bằng thảo dược hoặc thuốc giảm ho theo đơn chỉ định của nhân viên y tế. Chú ý cho con uống bổ sung nước và điện giải, không tự ý dùng kháng sinh hoặc các thuốc kháng viêm, thuốc khác khi không có chỉ dẫn từ bác sĩ. Nên cho con mặc quần áo rộng rãi, ở không gian khô thoáng, thường xuyên vệ sinh thân thể, răng miệng, mũi họng sạch sẽ. Cho con ăn nhiều bữa trong ngày, tập thể dục nhẹ nhàng, tập các bài tập phục hồi như hít sâu, thở đều. Bên cạnh đó, cha mẹ cần bình tĩnh để có thể hỗ trợ tâm lý, động viên và trấn an tinh thần cho con, giúp bé duy trì những nếp sinh hoạt bình thường, tạo điều kiện cho trẻ vui chơi giải trí tại nhà và hướng dẫn con cách hành động để giảm sự lây lan của dịch bệnh. Bác sĩ Ninh lưu ý, theo Bộ Y tế, phần lớn trẻ em mắc COVID-19 không triệu chứng hoặc nhẹ chiếm tỷ lệ 55%. Tuy nhiên, vẫn có 4% ở thể nặng và 0,5% diễn tiến nguy kịch, còn lại ở thể trung bình 40%. Tỷ lệ nhập viện và tử vong ở trẻ ít hơn so với người lớn do đa số ca mắc ở thể nhẹ. Riêng trẻ dưới 12 tháng tuổi có nguy cơ cao diễn tiến nặng. Thời gian ủ bệnh của trẻ mắc COVID-19 từ 2 đến 14 ngày, trung bình là 4 đến 5 ngày. Khởi phát, trẻ có thể có một hay nhiều triệu chứng như sốt, mệt mỏi, đau đầu, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, sổ mũi, mất vị giác, khứu giác, nôn, tiêu chảy, đau cơ. Về tiến triển bệnh, hầu hết trẻ chỉ bị viêm đường hô hấp trên với sốt nhẹ, ho, đau họng, sổ mũi, mệt mỏi hay viêm phổi và thường tự hồi phục sau khoảng 1 đến 2 tuần. Những trẻ có diễn tiến nặng thường vào ngày thứ mùng 5 tháng 8 của bệnh, khoảng 0,7% cần điều trị tại các đơn vị hồi sức tích cực với các biến chứng nặng như hội chứng nguy kịch hô hấp cấp, viêm cơ tim, nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm trùng và hội chứng viêm đa hệ thống. Các yếu tố tiên lượng nặng thường rơi vào trẻ béo phì, trẻ chậm phát triển, bại não, bệnh phổi mạn, suy giảm miễn dịch, đái tháo đường, tim bẩm sinh. Tỷ lệ tử vong ở trẻ rất thấp, nhỏ hơn 0,1%, hầu hết do bệnh nền. Thời kỳ hồi phục thường trong giai đoạn từ ngày thứ mùng 7 tháng 10, nếu không có các biến chứng nặng, bé sẽ hết dần các triệu chứng lâm sàng và khỏi bệnh. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.